chè than, chảo hào, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugaihay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gái hay trên YouTube và Facebook. Hai ngày. No. Quý vị các bạn, bác nào thích em Phượng Hoàng đuôi dài này, liên hệ cho đồng chí Thao quản lý kênh Chim Cu Gái Hay, là số điện thoại là 033 5305982. Hôm nay mình đang thực hiện clip này là ngày 6 tháng 12 nhé. Thì mình zoom lại một chút để cho các bác nhìn cho nó cụ thể hơn cái con này. Đó, zoom lại gần chút. Đó. Khá là đẹp, nó không có một cái vết gần như là luôn tay luôn chân luôn, không lúc nào đứng im cả, độ nhanh nhạy khá là tốt. Mình di chuyển sang góc bên này để cho nó nhìn cho nó thông, cho nó đứng một chỗ đó. Khả năng hơi thiếu ánh sáng. Đó, các bạn nhìn rõ. Rất đẹp luôn. Rất đẹp. Đứng rất thuần luôn. Con này đứng ăn cám rất là thuần, các bạn nhìn này. Cả cám cả nước uống là nó thò đầu ra ngoài uống này. Đó, các bạn nhìn nó rõ. Đó, rất thuần luôn. Cám này, nước này, thò đầu ra uống. Đó, rất thuần. Đầu bạc, chân đỏ, mỏ đỏ. Đuôi vẫn còn nguyên, đuôi dài nguyên luôn. Đuôi dài nguyên luôn, không gãy một sợi luôn. Một lần nữa mình để lại số điện thoại là 033 5305982. Đó, và bây giờ mình xin phép mình để ra xa một chút để nhìn cho nó đầy đủ ánh sáng. Đó,
là rõ đúng không? Khá là rõ luôn. Đó. Tướng tá mẫu mã khá là rõ. Mỏ đỏ, mắt đỏ, chân đỏ. Đấy. Đỏ đu đủ, đỏ 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 vàng. Gần camera đưa theo thì các bạn nhìn thấy cái đuôi của nó này. Mặc dù mình để cái lồng nó khá là nhỏ nhưng mà cái đuôi của nó gần như vẫn nguyên si. Đấy, con này là con đực to. Đấy, độc chỉ có ăn cám thôi các bạn nhé, không phải ăn gì cả. Nếu các bạn có vài con mồi tươi, dế, thạch thùng, châu chấu hay là thịt thì tất nhiên là quá tốt rồi. Đó. Thỉnh thoảng các bạn nên đổi bữa cho nó những cái mồi tươi. Đấy. Rất là nhanh, mình không đưa kịp. Đấy. Các bạn nhìn sự rất là thoải mái. Em này thì nó thuần rồi. Nó thuần rồi. Nó có thể bắt chiếc tiếng hót, chào mào, chòe than, sáo. Đấy. Loại này bản tính của nó cũng rất là thuần. Đó, các bạn nhìn. Cái kênh của mình thì bán cái món này cũng rất là ok. Các bạn cũng đã lấy nhiều rồi. Đấy. Đấy. Con này là con uyên ương. Một số vùng thì gọi là con phượng hoàng lửa. Rẻ cui. Đấy, rất nhiều cách gọi. Dòng này thì ưu điểm của nó là màu sắc sặc sỡ, đuôi dài, dễ nuôi, ăn cám rồi nó cũng tương tác, hay hót, hay kêu, hay nó hay nhảy nhót, chân liên thoáng, hay để vào cái lồng AV rất là đẹp. Ok, có lẽ là kênh Chim Cô Gái Hay sẽ dừng video tại đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi những video. Số điện thoại một lần nữa gặp đồng chí Thao quản lý kênh Chim Cô Gái mà sẽ cung cấp những con chim cảnh độc đáo là lạ cho các bạn là 0335305982 và xin phép là đặt tên clip này là clip số 06 về con uyên ương, một con uyên ương trống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Chim Cô Gái Hay. Đó. Con này thì rất là thuần rồi các bạn ạ. Rất là thuần. Cực kỳ thuần luôn. Đấy. Đấy. Hướng đến những cái bác cao tuổi hoặc là một số các bác muốn tìm đến một con duy nhất thôi, không nuôi sinh sản, thì các bác chọn con này là quá ok luôn. Cam kết với các bạn là con này có thể, nếu bạn nào mà chịu khó chơi hoặc là tập cho đi mồi được luôn, hoặc là các bạn nào có cái lồng rộng thì con này nó ưu điểm là nó giữ được lồng nuôi và độ thuần rất là cao, độ thuần cực kỳ cao luôn. Đấy, các bạn xem trên kênh Chim Cô Gái Hay thì các bạn thấy rất nhiều những video, nhưng mà mình cũng rất ấn tượng với con này bởi vì là cũng để lại cho các bạn rất nhiều, nhưng mà những con như này thì mình khẳng định là rất ấn tượng luôn. Bác nào cần tìm được một con thuần to đẹp, đấy, tương tác với bầu bạn rất là tốt, đấy, mình đến mình cho ăn các thứ mình thấy là nó rất là thân thiện, đấy, mà thức ăn bây giờ nó đã là ăn cám rồi, ăn những cái thứ mà mình vừa nói, hoa quả, tất cả là cái gì nó cũng ăn. Các bạn làm cái lồng nó khá là dài dài rộng rộng một chút thì các bạn mới trải nghiệm được cái lông đuôi của nó, thì các bạn mới thấy được cái bập bềnh của cái bộ lông đuôi của nó và cái màu sắc sặc sỡ của nó. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả.